Chốt kiểm tra y tế trên tuyến quốc lộ 1A giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng hiện hoạt động 24/24 giờ với 3 ca liên tục, có nhiệm vụ kiểm tra y tế, đo thân nhiệt đối với những người đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Với việc trở thành hàng rào đầu tiên sàng lọc các đối tượng nguy cơ, chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra y tế và nhận được sự chấp hành của đông đảo nhân dân. Khi tôi đi qua chốt kiểm dịch ở Hải Lăng thì tôi được cả cán bộ hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone và sau đó là khai báo ở trên phần mềm. Tôi cảm thấy đây là một việc làm rất cần thiết trong mùa dịch và giúp quản trị có thể kiểm soát được tình hình dịch tốt hơn. Không chỉ kiểm tra và khai báo y tế, tại chốt kiểm soát y tế Hải Lăng, việc hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone cũng được tích cực triển khai, đặc biệt đối với người và phương tiện đến hoặc đi qua các địa phương có dịch hoặc có ca mắc. Với khoảng 150-200 lượt người được kiểm tra và hướng dẫn cài Bluezone mỗi ngày, sẽ đồng hành với nhiều hàng rào y tế được lập nên, góp phần đẩy lùi COVID-19. Chúng tôi sẽ phối hợp, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện tốt cái việc kiểm soát cái điểm chốt phía nam của tỉnh để kiểm soát tất cả những trường hợp mà về từ địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh. Đồng thời thì sẽ chỉ đạo các xã trên tuyến quốc lộ 1A có các cái quay quán thì chúng tôi tiến hành cam kết, chỉ đạo là cam kết với tất cả các trường hợp mà kinh doanh là thực hiện tốt cái biện pháp 5K và sẽ có cái sổ nhật ký của tất cả các trường hợp đi đến trên địa bàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, khai báo y tế một cách chính xác và trung thực là một chìa khóa rất quan trọng để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID thành công. Chính vì thế, ngoài sự vào cuộc quyết liệt và tích cực, nghiêm túc của các cơ quan, ban ngành, các bộ phận chức năng, thì ý thức của mỗi người dân là điều rất quan trọng. Ngoài việc khai báo y tế chính xác ở các chốt kiểm soát y tế, thì mỗi người dân cần phải tự ý thức để nâng cao sức khỏe của mình, bảo vệ cho bản thân, cộng đồng và xã hội.